Maybe what we could do. Yay. I wonder if we've got some more dryer. I'll have to check with you. Chào buổi sáng cô chú anh chị ơi. Hello honey. Xin chào con bà cô chị. Chị đi học. Sáng nay ba chị đưa chị đi học các cô chú anh chị. Tuần này là ba chị làm việc tại nhà. Nhưng mà mấy ngày nay là ba chị rất là bận luôn, là Kim đưa đi. Chỉ có hôm nay là chỉ có hôm nay là ba chị sẽ đưa đi được. Nắng quá. Đưa đi được nhưng mà tới đó là để Kim ở đó xong một chút Kim tự đi về hết mọi người. Xong rồi ba chị có hẹn với nha sĩ đó. Nắng cái mặt mẹ nên chi nè. Chị nhìn gì à? Đi học, chi đi học. Bữa nay trời nắng đẹp của chú anh chị. Giỏi học gì đâu? Water bottle. Yeah. Okay, bye babe. See you later. Bye honey. Chuk. Bye. Rồi hai mẹ con đã đến trường sớm nè cô chú anh chị. Sớm 15 phút. Đi chơi nè, nắm tay mẹ. Chị muốn đi đường công viên hay chị muốn đi đường ngay trường? Kim đã đưa chị đi học nãy cô chú anh chị, Kim đi bộ về. Còn đang tình tang hái hoa bắt bướm nè mọi người. Cái cửa ra ra đó, nó bị gãy cái cây sắt một bên đó cô chú anh chị, nó rớt xuống. Xong rồi hôm nay kêu cái Tony tìm được số điện thoại trên mạng đó, gọi đến sửa mọi người. Sửa chưa đến một tiếng nữa chỉ hàng vô, xong rồi thay cái sợi dây để vô nó thôi. Mà lấy 400 bảng Anh, ổng đòi 470 của mọi người, nhưng mà Tony nói quá mắc. Xong rồi ổng giảm xuống còn 400 bảng Anh, chỉ có hàng lại với lại thêm mấy cái sợi dây vô nữa thôi à. 12 triệu mọi người, mắc dễ sợ chưa? Bên này làm cái gì cũng mắc hết trơn á. Ông làm đâu cỡ nửa tiếng hơn à, không đến một tiếng đó cô chú anh chị, quá mắc luôn. Hôm nay trời nắng đẹp mọi người. Nay cũng khoảng 20 độ của chú anh chị, trời nắng ấm lắm. Mà hôm nay Kim không có làm ngoài vườn nữa, Kim vẫn là còn ngoài đó chưa có xong nữa. Kim phải ủi đồ cho Tony, tuần sau là Tony đi công tác rồi cô chú anh chị. Tại vì ngày mai thứ sáu là Kim sẽ đi làm rồi cô chú anh chị. Thứ sáu thứ bảy đi làm rồi. Xong rồi chủ nhật là do dọn dẹp nhà bếp nữa. Nhà bếp mấy ngày nay Kim cũng dọn bớt rồi đó, bưng đồ đóng thùng hết rồi đó. Tại vì thứ hai là người ta đến người ta làm đó mọi người. Đây nè, vừa làm xong bây giờ lấy ra trả tiền luôn của chú anh chị. Cái này mình cà thẻ luôn. Cà thẻ không có đem theo cái máy luôn nè, cà thẻ luôn nè. Mắc dễ sợ luôn á. Con đi đâu? Đi chơi. Đi chơi, cái mỏ nó đỏ còn hơn cái mỏ của mẹ nó nữa nè. Dễ sợ không? Trời ơi á. Mẹ nói là không có son môi của mẹ, ba cái đó không có tốt đó nha con à. Mẹ. Rồi đứng xuống ra kia mà coi mặc đồ gì. Đó. Ba tự chọn outfit của bà đó. Mát mẻ chưa? Chi Kim đi xem nhà tắm ha mọi người. Chuẩn bị làm nhà bếp xong mình sẽ làm nhà tắm luôn, cho nên hôm nay cả nhà sẽ đi xem, đi vô showroom để xem mấy cái mẫu chân nè mọi người. Đi con, mấy cái mẫu thiết kế của chú anh chị. It was open, I don't see anybody moving around in there. Rồi chị thích cái bồn tắm nào đâu chị chỉ thôi. Ở đây có nhiều kiểu bồn tắm với lại nhiều kiểu tủ bàn bệ lavabo rồi hả cô chú anh chị. Cái bồn tắm này thì hơi to mọi người. Chị không thích cái nào hả? Like what have we got at home? No, this is that's what we'd have to do, something like that. Like your mum, huh? Like mum's up. So you come in the door here, the bath would be up against the wall, right? And then what we could do is we could put some cupboards on the wall, you know, storage stuff, but you'd have to stand in the shower. Then you'd have a shower on the wall or a shower from the roof. Something
if you wanted a big bath, that's what you'd have to do. The wood, honey. Yeah, it is, yeah. I like the tiles and stuff as well. Cái tường này bóng lưỡng rồi trời. Honey, this is, if the wet floor, maybe you slip over. Cái tường bóng này mà... Cái tường này bóng này mà nước ướt đi có té không ta? Mấy cái tủ này là gỗ. Để gỗ luôn, người ta không có sơn màu gì. Trời ơi, cái mỏ con chi nó đỏ kìa. Đi mày xem mày còn cái nào nữa không? Đây là tên giống như là mình làm cho những cái nhà tắm nhỏ ha cô chú anh chị. Có bồn tắm nè, cái lavabo với lại cái tắm đứng cũng gần bên nhau cho diện tích nhỏ đó cô chú anh chị. Mấy chỗ này là có chỗ máng khăn nè, giống như lò sưởi đó mọi người. Khi mà tắm á, mùa đông á, mở cái lò sưởi này lên cho nó ấm nè. Đi ra xong rồi đứng đây lau người là nó ấm. Okay. Đây màu xanh đó mọi người. Màu xanh thì Kim lỡ làm cái nhà bếp của Kim là một màu xám này, không có hợp với những cái màu này. Đây có màu hồng nữa nè. Mấy cái đá hoa cương nè. Đá hoa cương này đẹp quá chừng của chú anh chị. Chị ơi đừng chạy nhảy tùm lum nha con nha. Cái bồn tắm này nhìn nó ngộ ngộ ghê á. Ở đây có cái bồn tắm này nữa nè. Cái bồn tắm này giống như cái này hai người nằm hai đầu được. It's 170, you only left with that. Yeah. Dạ. Này cũng là đá luôn mọi người. Mày nghe con. Ôi. Kim thích cái này nè cô chú anh chị. Kim thích cái này nè, mấy kiểu này nè. Không biết mọi người có nghĩ là sến không nhưng mà Kim thích như vậy đó, đây nè. Honey, I like that. And they got the shower like that. Can I try that thing? That's good. Then can you pick me up? So they miss or not miss? You want a shower like that? Mm. So you've got a separate thing on it, you mean? Yeah. Nhìn cái này nè, giống như nguyên một cái bàn. Giống như nguyên một cái bàn, xong rồi cái có cái lavabo, cái... Nhìn này nó cổ cỏ á mọi người. Yeah, cái này là bằng sứ luôn cô chú anh chị, nguyên cái bàn này chắc mắc tiền lắm. Để Kim coi có để giá không. Ơi, dạ con. Không có để giá trên đây mọi người. Ơi. Ở đây cái lavabo này cũng ngộ ngộ nữa nè. Để mình xem bên đây cái bồn tắm bên đây. Đây. Cái bồn tắm này có cái nguyên cái trụ đứng riêng honey, the separate one look, the water. Mm, yeah, that's right. Yeah. And you got a shower. Oh, that's a washing. No, it's a washing. Mm. Just like to rinse your hair. Yeah. Or in the bath, yeah. Kim thích cái bồn tắm dưới cùng hồi nãy Kim lúc Kim mới vô chút Kim xuống Kim sẽ quay lại. Lúc nãy mới vô Kim không có quay. Cái gì nữa con? Hồi nào nó cũng nói mẹ con có này cho mẹ xem nè, xem cái này nè. Cái gì nữa? Đâu? Đây là mấy cái chỗ rửa tay nhỏ nhỏ nè cô chú anh chị. Con đi nhanh quá mẹ quay không có được. Đây, trời cái vòi dặn nè, vàng vàng nè. Kim thích mấy cái đồ đồng, cái màu đồng đồng vàng vàng vậy đó. Sao Kim người hay sánh xúa vậy đó. Honey, that's look like the kitchen, the color the kitchen we have. Cái màu này giống như cái màu nhà bếp Kim làm luôn. Trong đây mấy cái bồn tắm này thì cũng bình thường, vuông vuông giống như nhà Kim có, đang có. Để mày coi có kiểu bồn tắm nào nữa không. Cái bồn tắm này có 1,5 mét nè.
Mà cái bồn tắm này sao nhìn nó làm sao sao á. Kim không có thích lắm nha. Đây nè, bây giờ người ta đang xài những cái này, ưa chuộng cái kiểu này nè cô chú anh chị. Có những cái đường gạch gạch này nè. Xong rồi cái lavabo cũng giống như vậy luôn. Cái bồn chậu, cái bồn cầu thôi là hết. Cũng giống như vậy luôn mọi người. Ơi còn Kim thích cái này nè cô chú anh chị. Cái này giảm, cái này còn khoảng 519 bảng Anh hả mọi người. Đây là cái bồn tắm Kim thích nè cô chú anh chị. Thích cái kiểu này nè ha. Cái kiểu Kim là cái kiểu kiểu xính xến đó mọi người. Đây. Đúng là cái kiểu của Kim luôn. Rất là mê cô chú anh chị. Đây Kim xem cái bồn tắm nó là bao nhiêu. Bath. Cái bath này là 1176 bảng Anh. Cộng luôn cái giò tắm nó nữa là 7. Còn 500 mấy nè. 1400 giảm còn 1100. 700 mấy giảm còn 500 mấy, gần 600 ha. Là đây, cái bồn tắm này là gần 1200. Cái này gần 600 nữa. Là khoảng 1800 trong cái bộ này. Là chưa có tính mấy cái này nha mọi người. Cơm chi kìa. Muốn làm thợ xây luôn rồi cô chú ơi. Tony đặt lịch luôn rồi mọi người. Thứ 6 này người ta sẽ đến đo cái nhà tắm của mình, xong rồi sẽ làm thiết kế hình 3D cho mình xem luôn ha. Rồi mình chọn cái mẫu nào đó. Mình muốn làm thiết kế theo ý của mình hay là muốn như thế nào đó thì người ta sẽ làm hết cô chú anh chị. Chị làm gì đó. Hai cuốn sách này cô chú anh chị. Hai cuốn sách rất là lớn luôn. Về nhà sẽ xem tham khảo thấy mọi người. Chị. Bây giờ Tony đang tìm cái địa chỉ để đến thêm một cái cửa hàng nữa mọi người, đến một cái showroom nữa để mình xem, xong rồi mình so sánh ha. Mình đặt lịch ở đây người ta chỉ đến để đo đạc cái phòng tắm của mình thôi chứ mình chưa có mua cái gì hết. Mình cũng chưa có đặt cọc hoặc là người ta cũng chưa có gì hết trơn mọi người. Người ta chỉ đến đo đạc xong rồi người ta xem, người ta báo giá hoặc là người ta nói cho mình cái ý tưởng gì đó thì mình cũng có quyền đi đến một cái chỗ nữa để mình tham khảo thêm, để mình sẽ có hai cái lựa chọn ha cô chú anh chị. As expensive as Porsche. Đây là một nơi showroom của nhà tắm đó cô chú anh chị. Chỗ này nhìn có vẻ là nó luxury hơn đó mọi người. Cái chỗ lúc nãy là không có cái bồn tắm bằng sứ của chú anh chị, chỉ có bồn tắm acrylic giống như là một cái loại nhựa vậy đó mọi người. Tony không thích. Tony muốn tìm cái bồn tắm bằng sứ đó cô chú anh chị. Đây là trên những cái bức tường này cô chú anh chị, lắm như là ta làm bằng xi măng hả mọi người, đá gì không biết nữa nè. Nè, có cái hình mẫu kìa. Yeah. Why you need to put it up here? It's in there like that, look. Why tap? I'm just saying they fit that up here. Yeah. Cái chỗ này nhìn nó đẹp hơn rồi mọi người. Kim thấy ở trong đây ít bồn tắm, à đằng đây có cái bồn tắm. Những cái bức tường này, cái này giống như da rắn quá các chú anh chị. Cái bồn tắm này cũng giống như bằng nhựa luôn mọi người, không phải bằng sứ các chú anh chị. Nói chung là nhìn kiểu nó cũng đẹp nhưng mà nó không phải bằng sứ. Cái gì con? Sao nhìn ở trong cái màn hình nó đèn chớp chớp vậy ta? I did see it. But not, but that's also acrylic. Huh?
You put your little bottles of shampoo and stuff on there. Mm-hmm. That's really good. That's very good. Honey, look, I like the toilet like that. Don't touch the floor. Đây con. Đây cái bồn tắm này cũng đẹp nè mọi người. Cái này nhìn cũng là bằng nhựa luôn. Cái này nhìn đơn giản tự nhiên mà cái kiểu dáng nó cũng hiện đại ha mọi người. Dạ. Ở đây cái bồn tắm này có chút chiếu à trời. Chút chiếu à. À cái này giống như có jacuzzi trong này này kia. Ba qua đây có jacuzzi nè chị. À, có sự kia gì nhỏ xíu à. Cái này chắc cho hai mẹ con tắm được. Cái này cũng là acrylic luôn. Ừ, đúng rồi. Honey, the little jacuzzi. Come and look. It's here. Yeah, so there's a jacuzzi bathroom. You can tell by the jets and stuff. Yeah. How much is that? 6,500. 6,500. Trời ơi. 6,500 bán Anh mọi người, nó có một chút chiếu treo à. Cái này giống như là cái mặt đá cô chú anh chị. Đây là bồn tắm đứng. Anh em, this is like the mirror look. So I mean when you shower, nobody see you. Oh, that's no good. I want to see my. Đây hai mẹ con. Chị, nay nóng có chứ vậy? 18 độ rưỡi em chi nói làm chi nóng. Đi nè con ba đi nè. Đây là những cái kiểu tắm á cô chú anh chị. Có nhiều cái thiết kế khác nhau nè. What? Oh, what's that? You want that? That falls out when you wash. Is this a baby cat? No. Đây là một trong những cái loại. Đây. Đây. Honey, okay. Để Kim nói. Kim giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Ở bên Anh là thường là như vậy đó mọi người. Đây là có cái bồn cầu. Có tay vịn nè mọi người. Để đứng lên, đứng xuống nè. Đây là mọi người biết gì không? Hồi xưa Kim mới qua Kim không có biết đâu cô chú anh chị, Kim tưởng cái bồn rửa tay không, nhưng mà không phải. Tại vì ở bên đây á, là cái bồn cầu á, không có cái vòi xịt mọi người. Cho nên là người ta xài cái này nè. Đây mọi người thấy không? Đó, mọi người muốn rửa cái gì á, ngồi lên đây rửa luôn. Đặt cái mông lên đây luôn mọi người. Đó, ngộ ghê chưa. Nhưng mà bây giờ cũng ít có người làm đó. Giống như ngày xưa đó, những cái nhà xưa đó là người ta có những cái này nè mọi người. Hoặc là những cái khách sạn mà Kim đi đó, giống như là homestay đó, là ở nhà người dân đó mà người ta cho thuê phòng á, là có cái này nè. Chứ những cái nhà bây giờ người ta cũng không có làm. Đây cái bồn tắm này rất là lớn. Chi, look at this bath, look at the bowl, isn't it? Oh my god, I really want to do this bath. Cái bồn tắm này y như cái chiếc tàu, chiếc thuyền luôn đó mọi người. Hả? Can we actually get this? Cái này cũng acrylic luôn, nhựa luôn, chứ không phải là sứt. Con đừng leo vô con à. Cái labo này to quá chừng này. Kim thích cái labo này là bóng bóng gì ở cửa này. Nhưng mà cái này chà bằng cái gì cứng cứng chắc nó trầy đó. The diamonds in the tile. Ừ, tường nè. Tường có đá giống như kim cương. Hạt lấp lánh lấp lánh. Ba chị đang nói chuyện với cái người quản lý của hãng này hả cô chú anh chị, nói về cái việc mà đo với lại thiết kế với nhà bếp này nè. Ô lòng, nói về cái việc mà đo với lại thiết kế cái phòng tắm đó cô chú anh chị. Ngày hôm nay trời nắng ấm rất là đẹp luôn mọi người. Nguyên buổi sáng là Kim ở trong nhà, Kim dọn dẹp ở trong nhà rồi mọi người. Buổi chiều Kim ra tưới hoa với lại Kim tranh thủ xới đất những cái mà còn lại đó, những cái hoa mà Kim chưa có làm kịp đó. Tại vì thứ 6, thứ 7 là Kim đi làm rồi, cho nên hôm nay Kim tranh thủ dữ lắm luôn. Dạo này là 8 giờ mấy tối rồi, vẫn còn mặt trời mọi người. 8 giờ em Chi đi lên giường ngủ đó là vẫn còn nắng cô chú anh chị.
đang làm bữa tối nè cô chú anh chị, Kim chiên cá hồi ha, xong rồi Kim cái này làm cho nhuyễn nhuyễn ra nhỏ nhỏ ra xíu cô chú anh chị để cho chị ăn đó, cho dễ. Cá hồi này Kim ướp muối thôi mọi người, ướp muối xong rồi Kim chiên bằng dầu ô liu hết cô chú anh chị. Kim dùng lại cái chảo chiên cá hồi nè, Kim để tỏi vô. Làm việc bấm bấm máy tính gì dữ vậy ta? Bấm máy tính lê lệ luôn. Chạy. My watch, I'm like daddy. My watch. Cá hồi ngon không? Nhớ tầng cá hồi đúng không? Dũng ăn rất lê đi con, bông cải đi con. Hai mẹ con Kim Chi ăn trước cô chú anh chị. Ba Chi không thích ăn cá hồi mọi người. Kim đang làm thịt gà cho ba Chi rồi. Ăn giỏi quá. Trang đi mẹ coi đợi ăn ba xong cho nha. Con ngồi xuống đi để mẹ ấy cho. Cái này của ba mà con ngồi xuống bên kia. Từ 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 để mẹ cho mời cô chú coi. Đây nè cô chú anh chị, đồ ăn của ba Chi hết mọi người. Có thịt gà tẩm bột chiên nè, với lại khoai tây chiên. Rồi. Chua lắm mà để giấm vô đó. Ba Chi là ăn khoai tây chiên là để muối với lại giấm vô hết mọi người. Tony ít có ăn hải sản với lại cá đồ lắm cô chú anh chị, chỉ ăn có fish and chip là cái loại cá mà tẩm bột chiên của anh đó, còn lại là anh rất là ít ăn mọi người. Nhiều người hỏi Kim là ở anh là đảo đó thì chắc có nhiều hải sản lắm phải không, và rẻ nữa. Thật ra là ở siêu thị Tây không có thấy bán hải sản luôn đó cô chú anh chị, chỉ có tôm thôi. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video, xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.